Và hôm nay là tôi biểu diễn cái hào quang để phóng trưởng cái không và cái hào quang cho nó tỏa lên. Và đây là mấy chục đệ tử tôi để luyện, để nhìn cái hào quang này. Và để cho mọi người thấy rằng là những người chưa luyện tập thì chúng ta đừng nên nói một điều gì. Chúng ta luyện tập chúng ta thấy ngay. Nhất trí không ạ? Và bây giờ bắt đầu tôi biểu diễn và các đệ tử quay các đệ tử để xem nhé. Để xem bắt đầu là như thế nào nhé. Bây giờ thầy sẽ làm rất nhanh và thầy hỏi là nhìn thấy chưa thì trả lời luôn nhé. Nói to ai thấy ở nó cao nữa này. Dạ. Bây giờ sáng nữa này, đẹp nữa này. Thấy như nào mọi người nói lên ạ? À. Màu gì? Thấy màu gì nữa không? Lan tỏa bao nhiêu mét rồi? Cao hết trần chưa? Các con nhìn kỹ đi. Các con sẽ thấy màu tím, màu xanh, màu đỏ nhiều lắm. Máy màu. Rộng không? Nha. Được chưa? Rồi. Hay là nữa? Nữa. Rồi, thế thôi, thầy thu về đây. Xuyên thủng một tấm chì dày từ 1,5 m đến 2 m. Trong khi đó tia X, tức là X quang khi chụp chỉ cần một tấm nhỏ tí này là đã nặng rồi. Mà năng lượng của cơ thể chúng ta, não của chúng ta nó mạnh đến mức độ như vậy. Thế tại sao chúng ta không luyện? Tại sao chúng ta không làm? Khi làm đừng bao giờ nghĩ là mình không làm được. Phải quyết tâm làm được. Và cái đó là cái thành công trong cuộc đời.
để chúc các em cố gắng làm sao để luyện. Còn người nào luyện cao nữa thầy đánh dấu rồi nha, thầy sẽ nhắn tin rồi các em sẽ có trả lời và thầy sẽ dạy cao hơn. Và khi các em luyện cao hơn, các em mới thấy rằng cuộc đời nó nở hoa ngay lập tức. Nó nở hoa cái chỗ là cái gì mình cũng biết, mình biết hết rất rõ, chứ đâu có phải là nhiều người luyện các môn khác có thể là nhìn vào cái cảm xạ này bảo luyện lung tung, không lung tung một thế nào. Chúng ta thấy là thầy dạy rất có bài bản đúng không? Luyện cái gì xương khớp này, luyện gì khí công này, luyện gì nội tạng, ngũ tạng. Ví dụ chúng ta kích hoạt luân xa và kiện động chính nó là luyện toàn bộ cái ngũ tạng này, nó được xoa bóp hàng ngày. Thì nếu như chúng ta chỉ ngồi không hoặc chúng ta chỉ đi thôi thì chưa đủ, chúng ta cần luyện. Và khi tập cái này là chúng ta thư giãn, đưa chúng ta vào cái trạng thái alpha. Trạng thái alpha là nửa tỉnh nửa ngủ, cho nên chúng ta sẽ rất thành công. Thế sau đó thì chúng ta luyện thiền tĩnh thì chúng ta có thể ngoại thiền, chúng ta nằm cái đạp xuống xong ngủ luôn. Và cái đấy là cái bí quyết của ngày xưa, đúng không ạ? Chứ không việc gì chúng ta phải ngồi tiết ra làm cái gì cả, mệt. Chúng ta mới bắt đầu, cho nên thầy mới nói là thiền rất là khó, cho nên những người mới bắt đầu ngồi thiền nó đau người lắm, mà nhất là người già lại có bệnh tật nữa, có tuổi nên làm sao ngồi được. Cho nên Đức Phật ngày xưa nói rằng là đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền được hết. Sau này thì các vị mới tự nói ra là ngồi thiền phải kiết già, bán kiết già. Thế bây giờ tôi hỏi các vị, một người bị tai nạn cụt hết hai chân thì kiết già kiểu gì, chứ họ không thiền được? Có chứ. Thiền là gì ạ? Chính là cái não này, nó phát ra một cái hóc môn, tự nó tạo ra cái hóc môn để nó làm cân bằng lại cơ thể, làm cho mình ổn lại, làm cho con người chúng ta hoàn toàn điềm tĩnh. Đấy, và khi điềm tĩnh rồi thì nó mới có tự tin các bạn nhé. Còn những người nào tim đập bình bình trong cáu giận, những người đó không có tự tin đâu. Các bạn ra đời các bạn sẽ thấy những người đấy rất kém. Những người mà nóng lại mồm cứ nói to lên đấy mà hay cáu giận lên, chính những người đấy lại không có bản lĩnh nhé. Có tiếng chó sủa khi chạy mất dạng luôn đấy, sợ. Nhưng người nào điềm tĩnh thì người ta rất lì, tức là người ta gan dạ. Và khi người ta điềm tĩnh thì người ta mới xử lý được công việc, đúng không? Các bạn cứ để ý xem có đúng tôi nói đúng không? Thế thì luyện cái cảm xạ này làm cho thân tâm hợp nhất lại. Hợp nhất lại là một. Bởi vì như thầy nhắc lại hôm qua thầy nói này, cái đầu chúng ta chỉ cắm vào cái cổ, còn cái thân nó nằm ở dưới. Cái đầu ở trên, nếu mà không hợp nhất lại thì cái đầu không chỉ đạo được cái thân, mà cái thân cũng không nuôi được cái đầu. Cái thân là gì ạ? Là cái ngũ tạng này ạ. Nó phải nuôi được cái não này. Cho nên cách ăn uống các bạn cũng phải biết cách ăn. Trước khi nghỉ của lớp này thì là chúng ta ăn 75% thôi, 70-75% thôi so với ngày xưa. Thì xem chúng ta có bị bệnh không? Tôi khẳng định không bao giờ bị bệnh. Đây toàn ăn cố, uống cố. Thì làm gì mà không very good phải không ạ? Các mấu này nó nổi lên. Rồi làm cố thì làm gì chả suy kiệt sức khỏe mà chết. Cho nên cái gì cố quá cũng gì ạ? Thành quá cố, tức là chết. Để chúc cho quý vị là đừng cố quá nhé. Đừng quá cố nhé. Sao? À, ăn mặn đấy. Những người ăn mặn thì đây tôi nói luôn để trong cái chương trình YouTube này để mọi người đều biết. Đó là ăn mặn, là chúng ta nhớ là có 6 con vật là chúng ta cố gắng là chúng ta không ăn. Đó là những con sáu và là 6 con vật linh thiêng. Đó là trâu, chó, cá chép, rắn, rùa và khỉ ấy là không ăn. Còn đương nhiên là các bạn khi luyện cảm xạ năng lượng này thì các bạn sẽ có một cái năng lượng các bạn ăn vào đỉnh đầu. Khi nạp chữ chính các bạn ăn một năng lượng vũ trụ mà không cần phải dạ dày co bóp. Cho nên các bạn ăn sẽ rất ít, ăn ít đi. Các bạn xem mà xem. Tôi bây giờ một ngày tôi chỉ ăn có cả 3 bữa, nếu tính tổng cộng là giỏi lắm một bát cơm con. 3 bữa mấy một bát cơm con. Còn đây các chàng sinh viên thì chắc là một bữa tối phải làm 3 bát là chắc bụng, đúng không ạ? Ăn cơm là bị tiểu đường đấy các bạn nhé. Ăn tất cả đồ bột là bị tiểu đường, nhớ tôi được không?
và ăn rau cũng phải cẩn thận, rau phải nhà mình trồng thôi. Còn các bạn cứ ăn rau mà nó phun thuốc sâu rồi thì các bạn cũng chết sớm còn hơn, đúng không ạ? Cho nên là cái ăn uống là chúng ta cố gắng hết sức linh hoạt. Hôm nay ăn cái rau này, ngày mai phải ăn rau khác nếu ăn chay, chứ phải triền miên rán đậu phụ với rau đâu ạ. Phải có những lúc nếu ăn chay chúng ta phải ăn các loại đậu, mà các loại đậu không phải là ví dụ như 7 ngày chúng ta ăn một loại đậu đâu, chúng ta phải ăn rất nhiều loại đậu nếu ai ăn chay. Thế còn ăn mặn thì các bạn phải đổi thực đơn, và các bạn phải nghe ngóng cơ thể. Khi các bạn luyện cảm giác năng lượng rồi, các bạn sẽ nghe ngóng được cơ thể các bạn cần ăn cái gì và không cần ăn cái gì, các bạn sẽ thấy rõ hơn cái lúc trước khi học cảm giác đấy. Vậy đi nha, thầy chúc mọi người khỏe, vui vẻ, yêu đời. Đấy, đời, đời, đời. Vâng, quý vị các bạn thân mến, đây là kết thúc của cái buổi thứ hai. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2019. Và cũng là kỷ niệm tròn một năm mà tôi đặt chân vào Sài Gòn để hướng dẫn cho mọi người. Và lớp này là K26. Và hiện nay là tôi đã đào tạo ở trong Sài Gòn là được gần 300 người rồi đó. Gần 300 người đó nhỉ. Trong một năm mà gần 300 người là rất là mệt đấy. Nhưng mà bởi vì là 300 người là bởi vì là lúc thầy khởi sự. Còn các em có tin không, từ giờ đến Tết nó phải 300 nữa. Bởi vì khi họ biết rồi, mọi người đến rồi thì luyện rất là đông. Đông vui lắm. Rồi, chúc mọi người khỏe nha.